cầu thủ Việt nói một câu đầy nhạy cảm, bóng gió trách móc huấn luyện viên Park Hang Seo. Cụ thể, trong buổi họp báo sau trận hòa Thái Lan dẫn tới Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang Seo chia sẻ, Tôi đưa văn toàn, công phượng vào để đá biên chứ không phải đá ở giữa đâu, nhưng có lẽ do nóng ruột nên các bạn ấy đã bỏ vào trong và tôi cũng không ngốc đến mức cho họ vào để đấu với ba trung vệ cao to của Thái Lan. Mới đây, một cầu thủ đã bất ngờ chia sẻ lên mạng xã hội một câu đầy ẩn ý làm thuyền trưởng sao đưa lính ra đứng mũi dịu sào ở phía dưới phần bình luận cầu thủ này chia sẻ tiếp tức đó thương anh em mình hiện chia sẻ này đã bị cầu thủ nói trên xóa đi. Không loại trừ khả năng chia sẻ của cầu thủ nói trên là hướng về huấn luyện viên Park Hang-seo -er khi ông chê trách công phượng Văn Toàn ở buổi họp báo. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo -er cũng từng gây tranh cãi về việc nhanh chóng cho Thanh Bình rời đội tuyển quốc gia xuống đội U22 sau khi cầu thủ này mắc sai lầm, khiến đội tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 ở lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo -er vốn là người rất tâm lý, nhưng ông bị nhận định đang gặp quá nhiều áp lực nên nhiều thời điểm không còn là chính mình.